Tiếp tục là một căn nhà vườn khá là lý tưởng, rất là đẹp. Gồm nhà nè, rồi gồm hồ cá, cây ăn trái và rất là nhiều tiểu cảnh. Đối diện với chúng ta cũng có nhiều homestay và nằm trên một trục đường nhựa. Căn nhà vườn của chúng ta ngày hôm nay có hai mặt tiền đường là anh chị. Ưu điểm là rất gần với lại ngay ngã sáu đó bạn. Đứng tại vị trí thửa đất của chúng ta, mình cũng có thể là nhìn thấy cái nhà thờ đang xây dựng. Nhà thờ đó thì nằm ngay chỗ ngã sáu Đá Bạc luôn anh chị ha. Vị trí mà Long Hoàng đang đứng ở đây, di chuyển cho tới ngay ngã sáu Đá Bạc đó chỉ tầm khoảng gần 400m thôi anh chị. Và ưu điểm thứ hai là rất gần với lại trục đường liên tỉnh, ngay chỗ cái đường dây điện mà xe cộ đang đi đang lưu thông đó anh chị. Đứng ngay đây nè, thấy được con đường liên tỉnh luôn ha. Lát nữa Long Hoàng xin đưa lấy cam lên trên cao, vì ở đây mảng xanh nó nhiều cho nên nhập cho nó che mất cái tầm nhìn của anh chị đi ha. Và căn nhà vườn ngày hôm nay nó tọa lạc tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tiện di chuyển đi biển Hồ Tràm, tiện di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh và cũng rất là tiện đi biển Vũng Tàu anh chị ha. Rất gần với lại trung tâm, gần với chợ, trường học cũng như là những hoạt động kinh doanh, buôn bán tiện ích để phục vụ cho nhu cầu sống của con người. Và xung quanh ở đây là có một cái view rất là đẹp luôn. Mảng xanh ở đây rất là nhiều cho nên là không khí nó cực kỳ mát mẻ. Xem hết video ngày hôm nay ha. Cái sản phẩm ngày hôm nay nó thì có cái giá nó chỉ khoảng hơn 2 tỷ chút xíu thôi anh chị ha. Và giá này là mình còn gặp anh Phúc để mà mình thương lượng được một cái giá tốt nhất. Hiện tại tại thời điểm này anh Phúc mong muốn ra rất là thiện chí bán cái thửa đất này ha anh chị ha. Đây là vị trí ở trên Google Maps anh chị ha. Cái phần vị trí này thì anh chị có thể bấm ở dưới phần mô tả để mình tiện theo dõi ha. Và mình có thể mình đo được cái khoảng cách từ vị trí của anh chị đi về lô đất ha. Lô đất của mình thì khá là gần với đường Bình Giã Đá Bạc, đường Bình Trung Đá Bạc và rất là gần với vòng xoay ngã sáu Đá Bạc ha. Mình chạy ra tới ngay cái vòng xoay ngã sáu Đá Bạc này thì đầy đủ mọi cái mặt hàng, mọi cái tiện ích ha. Ở đây thì có trường trung học, trường cơ sở, gần với khu Lan Anh 10, làng tôi, villa ha. Còn hướng này thì vào khu công nghiệp Đá Bạc, đi đường tỉnh 765, đi về Long Tân Nước Đỏ ha, gần với hồ Đá Bàn. Di chuyển theo hướng này, đi theo tuyến đường Xuân Sơn Đá Bạc này thì anh chị sẽ đi vào hồ Suối Rau, đi qua Phước Tân, đi đường tỉnh 328 à, chợ Xuyên Mộc, Hồ Tràm, Hồ Cốc cũng đi theo hướng này ha. Một cái vị trí nằm rất là thuận lợi và rất là tiện để cho mình đi Hồ Tràm ha. Hồ Tràm, Hồ Cốc. Thì lô đất này được chủ sổ thì được chủ làm cú đo chuẩn bị có đó anh chị. Còn đây là cái bản hiện trạng của thửa đất của mình ha. Tờ bản đồ địa chính 108 và thửa là 156 ha, với tổng diện tích là 191 mét vuông ha. Đất thì quy hoạch là cây hàng năm. Sau này sổ ra cú đo thì hình nó cũng giống như vậy luôn nha anh chị ha. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất ha. Xin mời anh chị và cô chú cùng nghe anh Hoài review kỹ về cái thông tin của nhà vườn chúng ta ngày hôm nay ha. Vị trí này anh chị cô chú mình chạy thẳng ra tầm khoảng gần 400m nữa thôi là mình đã ra từ ngay ngã sáu Đá Bạc. Ngay chỗ đây nè anh chị. Đó, nó có cái nhà thờ đang xây dựng dang dở đó anh chị ha. Thì ngay kế bên cái nhà thờ đó nó có một cái vòng xoay đó gọi là ngã sáu Đá Bạc ha anh chị. Ngay chỗ đó thì có chợ nè, có trường học nè, có ủy ban nhân dân và rất là nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán, nhà thuốc, rồi ủy ban nhân dân xã, rồi rất là nhiều hoạt động như chợ đêm nè, như là những dịch vụ ăn uống để phục vụ cho nhu cầu sống của con người ha. Và bám theo trục đường này là cũng rất là nhiều nhà vườn, nhà mái thái tuyệt đẹp. Không khí ở đây thì cực kỳ là trong lành mát mẻ. Nếu như anh chị chủ mình đi thẳng trục đường này là mình cũng sẽ ra tới con đường liên tỉnh ha anh chị ha. Quẹo tay trái màn hình của anh chị là chạy thẳng là mình sẽ về tới hồ Suối Rau. Hồ Suối Rau là một cái hồ rất là đẹp anh chị. Bám theo cái hồ Suối Rau là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp. Và
về đây để mà khai thác du lịch, khai thác tiềm năng du lịch ở đây ha anh chị. Và ở vị trí này nó cũng tiện cho anh chị cô chú mình đi biển luôn ha. Và nếu như anh chị cô chú mình chạy thẳng đường này thì mình cũng sẽ về tới hồ Suối Rau ha anh chị ha. Đa Bạc thì nó giáp ranh với lại Suối Rau, giáp ranh với Bình Trung, giáp ranh với lại Xuân Sơn. Và di chuyển ra cho tới trung tâm của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu này chỉ mất tầm khoảng gần 6 km thôi ha anh chị. Xung quanh ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng như là doanh nghiệp hoạt động thương mại cũng như là hoạt động du lịch ha anh chị. Từ thành phố Hồ Chí Minh nếu như mình di chuyển về tới đây theo con đường Hội Bài Châu Pha thì mình sẽ qua tới đồi Cù, đồi Cù xứ Nghệ, khu công nghiệp Sona Đệ Sĩ Châu Đức cũng như là sân golf Châu Đức đó, để về tới vị trí mà Long Hoài đang quay ở đây. Thì anh chị trước khi trên con đường đó anh chị sẽ về đây và mình đi ngang qua cái đồi Cù, mình check in cái đó, mình chạy về tới vị trí đất cái nhà vườn của chúng ta, song song đó cái mình chạy đi biển, mình tắm biển rất là tiện ha. Đồi đất này nó nằm trên một trục đường, nằm ở cái lô góc hai mặt tiền. Và đường ở đây là đường rộng 6m ha anh chị. Mặt đường nhựa của chúng ta là rộng 6m, hai bên vỉa hè của chúng ta mỗi bên là 1m nữa ha, là tính ra tầm khoảng là 10m. Và đường là đường thẳng ha chị, không có khúc cua, không có khúc quẹo, không có vướng phong thủy gì hết ha. Chủ đề chính của chúng ta là đây ha anh chị ha. Thì ranh giới của mình đã được xây tường rào kiên cố và chắc chắn và cũng rất là thẩm mỹ rồi ha anh chị. Xây bằng gạch thẻ nè, rồi có những điểm nhấn là những cái cây, cái cây sơn màu đỏ, sơn màu tím. Bên trong thì có hoa, có cây ăn trái, hoa thì rất là đẹp, cây ăn trái thì có giá trị. Có nhà mát, nhà trên cây nè, rồi có chỗ để chiêu hồ sen. Phía trước thì được những viên gạch, những viên đá được xếp tạo hình rất là ngay ngắn ha anh chị ha. Thì ranh giới mình là bắt đầu từ đây, từ cái cạnh này đổ xuống là mình được 9,5m ha anh chị. Đó, của cái mặt tiền đường này là mình được từ cái cạnh này mình đổ xuống là mình được 14,5m ha anh chị ha. Thì từ đây nè, đổ qua bên đây là được 14,5m. Đó, bốn bên mình đã được xây tường rào hết rồi. Trồng hoa giấy. Tới đây là 14,5m ha. Đằng sau của chúng ta là cũng có giáp suối. Hiện tại thời điểm mùa này là mùa khô, cao điểm của mùa khô cho nên suối nó cũng khô rồi anh chị ha. Mưa nó mới có nước thôi. Ở dưới đây nè. Rồi cái cạnh bên này á, mình đổ qua là mình được 19,5m ha anh chị. Từ đây mình đổ qua, góc của mình là góc hai mặt tiền. Đổ qua tới bên này thì mình được 19,5m. Cổng rào thì rất là kiên cố và chắc chắn ha. Nhôm đúc. Rộng 3,4m. Đúng chuẩn phong thủy luôn ha. Gạch cao, xây gạch cao lên. Chân tường thì xây lên, xây đá lên, ở trên thì xây gạch thẻ, ở trên đây xây gạch thẻ, đây thì hàng rào kiên cố chắc chắn, cái này bằng gỗ hả chị ha, gỗ rồi sơn màu vô, sơn tông màu vô. Đây có cây trụ điện nè, cây trụ điện là giáp với ranh mình luôn, mình cũng không có vướng trụ điện ha anh chị. Trụ điện là nằm ngay cái mí ranh của mình luôn. Rồi cái cạnh bên này đổ xuống là mình được 9,5m ha. Góc đây thì có cây vú sữa, nhà tre mát. Long Hoài đứng ở đây, theo quan sát Long Hoài thì gió hướng này nè, gió hướng ở trên đây nè anh chị. Đó, gió hướng này, gió qua ha. Mặt trời lặn là hướng này. Đó, mặt trời lặn là hướng đối diện của chúng ta ha. Mặt trời mọc là hướng bên kia. Đó. Đó. Cây ốp lan. Cây nhãn. Mai. Đây thì một cái hồ nước ha, và cây ổi.
thế quá đẹp luôn chị. Đó, thế dáng đổ nè, trái rồi đằng sau là một tiểu cảnh nữa ha, sau cái đó là một tiểu cảnh chim cò. Chim cò. Rồi ngay đây là mấy cây câu. Ở đây thì anh nuôi cá koi. Trong đây là một căn nhà nữa ha. Cây nhãn để bông lan. Mấy cảnh mấy miếng này chắc bán cho cái kiểu luôn á. Qua một cái cầu. Cái lũ. Có gác để đồ nữa. Mở tấm màn này ra. Mở tấm màn này ra là mình thấy quang cảnh phía trước ha. Wow. Cái ổ thấy đẹp quá. Wow. Ở chỗ đây là công viên bếp núc ha anh chị. Để chén rửa đồ. Chỗ này ngủ. Trên là mình lợp lợp đá dừa cho nên rất là mát. Toilet nè. Toilet nhà vệ sinh ha. Đây trái. Trên căn nhà sàn, căn nhà trên cây ha. Có thể tận dụng cái phòng này làm phòng ngủ được anh chị. Đó, cái cây yếu sữa này. Cặp với cây yếu sữa làm ở nhà này ha. Nhà mát cực kỳ. Cảm
cảm ơn phần review rất là chi tiết của anh Hoài, để anh chị và cô chú được nắm rõ cái thông tin từ đất ha. Còn đây là toàn bộ hình ảnh ở trên Flycam, những cái góc máy đẹp nhất để gửi đến cho anh chị cô chú cùng xem ha. Nhà vườn mình bé bé xinh xinh nhưng mà đầy đủ mọi cái tiện ích luôn anh chị. Ở đây thì không khí cực kỳ là mát mẻ luôn, do cái mảng xanh của mình rất là nhiều ha. Và Tài cũng công khai cái giá để cho quý anh chị xem đỡ mất cái thời gian ha. Cái nhà vườn chúng ta thì được anh Phúc á mong muốn với cái giá là 2,2 tỷ ha. Tại vì anh cũng đang rất là cần cái nguồn tiền để xoay sở cái lo cho công việc. Nên cái giá này á mà anh chị nào mà thiện chí mua thì có thể là về gặp trực tiếp với anh Phúc, hai bên ngồi với nhau đàm phán để thương lượng một cái giá tốt nhất để mình sở hữu được cái mảnh nhà vườn và anh Phúc cũng bán được cái mảnh nhà vườn ha. Di chuyển thẳng cái trục đường này thì anh chị sẽ ra đường Bình Trung, Đá Bạc ha. Di chuyển bên hướng tây phải thì về đường Xuân Sơn, Đá Bạc. Đường xá thì ở đây thì rất là thuận lợi ha. Đã lắp, nói chung nhà vườn là đầy đủ những cái tiện ích hết. Có máy nóng lạnh luôn anh chị ha. Một góc quay cao để cho anh chị nhìn tổng quát về cái thửa đất ha. Nó rất là gần với trục đường chính liên xã liên tỉnh ha. Bắt đầu Tài di chuyển Flycam bay ra cái hướng đường Bình Trung, Đá Bạc, Xuân Sơn, Đá Bạc để cho anh chị tiện theo dõi ha. Bám theo cái tuyến đường này thì rất là nhiều khu dân cư và cũng rất là nhiều những cửa hàng bách hóa, tổng hợp những cửa hàng dân dụng để phục vụ cho đời sống của con người ha. Còn hướng này thì anh chị sẽ đi về vòng xoay ngã sáu Đá Bạc, trục chính của đường Bình Giã ha, Bình Giã Đá Bạc, nhà thờ ở xa xa thì hồ Đá Bàn. Đó. Bán kính chưa đầy 1,5 km là mình đầy đủ những cái tiện ích phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người ha. Đây là một cái mô hình có thể là nếu như anh chị nào mà đang có nhu cầu mà xây dựng nhà vườn thì mình có thể mình xem cái mô hình này ha. Nếu như mình đủ tài chính thì mình mua, còn mà mình không đủ tài chính thì mình có thể mình xem, mình tham khảo cũng được ha. Thì video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất ngày hôm nay tại đây ha. Cảm ơn quý anh chị đã bỏ chút thời gian xem video đến giờ phút này. Nhớ bấm nút like, đăng ký kênh để giúp kênh của Tài càng ngày càng có động lực hơn ha. Chúc quý anh chị xem video lựa chọn được cho mình một bất động sản đúng với nhu cầu mình đang tìm kiếm, đầu tư đúng hướng, khởi sinh thịnh vượng ha. Chúc anh chị cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn trong công việc thì thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại.